Dạ, em tên là Võ Minh Mơ. Em đến từ An Lão, Bình Định. Và nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Dạ, em là Đinh Lê Tuấn Anh ạ. Dạ, em năm nay 26. Dạ, em đang là nhân viên của văn phòng phòng giáo dục huyện An Lão. Hai em là cùng quê. Dạ. Ủa, hai em là ở quê vô trong đây tham gia chương trình Bảo Hiểm Xôi đúng không? Dạ. Dạ, đúng rồi. Ủa, từ Bình Định vô luôn á hả? Dạ. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng đã lặn lội đường xa đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ kể cho chương trình nghe là hai em quen nhau từ thuở nào? Dạ, em với chồng em là biết nhau là anh em lớp 10, chồng em lớp 9. Nhưng mà mãi tới 7 năm sau, khi mà gặp lại thì mới yêu nhau rồi mới cưới nhau. 7 năm sau mới gặp lại yêu nhau? Dạ. Wow. Thì lúc đấy thì nói chung là em nhiều mập mà em còn đen, em xấu lắm kìa. Ảnh thì lúc đấy con cũng dạng như là nhà cũng khá giả nên ảnh là cũng nhỏ con, tính tẻo, thư sinh vậy. Thì lúc đấy gặp nhau thì cũng chị em thôi, nói chuyện qua lại chứ cũng chưa có nảy sinh tình cảm. Xong khoảng một thời gian vậy là năm lớp 12 là em đi vô Sài Gòn với ba mẹ. Còn ảnh thì ảnh đi lên công tâm, ảnh học thì hai vợ chồng em xa nhau từ đấy. Bây giờ để cho ông này ông nói về cái ấn tượng gặp em đi đã. Tại sao lý do gì vừa đen vừa mập vừa xấu mà tại sao mà để ý bà? Dạ, lúc mấy quan niệm em là em không có xem là vợ em xấu. Thì em thấy tính tình vui vẻ, hồi đó còn nhỏ em cũng chưa nghĩ tới cái chuyện yêu đương. Nói chuyện qua lại chị em hồi đó còn kêu chị. Nên là tới chừng em đi học rồi cũng trải qua cũng khá mối tình. Lúc đấy em bị người yêu bỏ thì em mới lên Facebook. Em ngồi em cũng lướt là em thấy chị này nhìn mặt quen. Do lúc đó là hồi xưa là khi mà em gặp vợ em là 60 kg lận. Khi mà 7 năm sau em quay lại thì mới chỉ còn có 48 kg thôi. Nhưng mà cái nét vẫn còn. Thế xong rồi em mới nhắn tin. Em kêu nhìn mặt quen. Có nghe gặp lại trên Facebook đúng không? Dạ. Sau 7 năm em đi Sài Gòn á thì em mới nhận thức được là cái bản thân mình nhan sắc nó rất là quan trọng. Nên là em mới quyết tâm là em giảm cân. Xong rồi em tắm trắng rồi em sửa soạn bản thân đã. Mà chị muốn hỏi nè, lúc mà cái bạn này nhắn tin cho em á, là em có nhận ra bạn này là cái người mà em đã từng biết không? Không, hồi đó em qua Facebook ảnh là tàn hình người yêu ảnh không à. Để avatar cũng hình người yêu ảnh mà em đâu có biết đâu. Xong rồi là nói chuyện qua lại một hầu một chẹp em mới nhận ra. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau và chính thức yêu nhau? Lúc đấy thì ảnh cũng có vấn đề trục trặc tình cảm. Thì em cũng có vấn đề về tình cảm bởi vì lúc đó em còn vẫn còn quen người một anh nữa. Hai chị em khuyên bảo như qua lại, em bảo ảnh là ảnh nên quên buồn, nên là đừng có buồn nữa. Còn anh thì ảnh cũng khuyên bảo em là để hai người gắn kết lại, kiểu như là gắn kết khuyên bảo mình gì đó, an ủi mình gì đó. Xong rồi khoảng một khoảng thời gian là em đi về quê. Xong rồi hai chị em mới hẹn gặp nhau. Là lúc đó là tình cảm nó cũng có một chút rồi. Tại vì hai chị em nói chuyện rất là nhiều. Là có một đợt là ngày cá tháng 4. Ngày cá tháng 4 là em với anh có giỡn với nhau là thôi thì chị em mình bất chấp yêu nhau đi. Xong rồi hai chị em cũng một ngày đảo các sân hâu là chị anh em cũng một ngày cũng nói giỡn qua lại. Xong rồi hết cái ngày đấy là em kêu thôi hết cá tháng 4 rồi. Nhưng mà ổng không chịu. Còn anh này sao? Trong ngày cá tháng 4 thì lúc đấy em cũng vừa đùa vừa thật. Là cái em cũng nói vậy, cái là chị không chịu. Do là chị còn thương người cũ. Em cũng cứ lấy cây đà đấy thì em cứ tán luôn. Dạ, em tán lần. Nhưng mà sau đó thì về gặp em thì lại vỡ mộng. 7 năm em thay đổi quá nhiều. Dạ, hồi xưa là em nhìn công tử, nhưng mà giờ khi đó là lúc đó là em vừa đang đi nghĩa vụ quân sự. Dạ, về đen nhìn em bự lắm. Dạ, ngày đầu tiên gặp mà em mang giúp Lào mà. Rồi quần sọt, râu ria sồn sòn xuống gặp. Thay đổi. Em vỡ mộng luôn mà. Em gặp ổng em hậu âu luôn. Em gặp ổng là em bất ngờ luôn mà. Ổng vừa mập mà vừa đen mà râu ria tùm lum hết. Nói chung là hai vợ chồng thay đổi tỷ lệ nghịch với nhau. Dạ đúng rồi. Vậy thì em làm cách nào để mà em chinh phục được cái trái tim cô gái này? Dạ thì khi mà vợ em về là ngày gặp lần gặp đầu tiên á, là em cũng có ấn tượng với vợ em nhiều. Sau đấy là em không có tán vợ em trước đâu, em tán phía nhà vợ em trước. Dạ tiếp cận. Dạ đúng rồi, em đánh hậu phương trước mà. Nên là em mới xuống là hồi đấy là ở quê thì chỉ còn ông bà nội.
và em mới chở cô này về. Cái là em mới biết nhà. Ngày hôm sau cái em đi công tác về là cái em mới ghé vào nhà. Nhưng mà vào nhà nội em thì trắc trở lắm. Dạ, nhà nuôi một con ngỗng với hai con chó lặn. Nên mà em vào là em phải tán trước ba em lấy trước đã. À, dạ. Tán trước ba em xúc giật. Em ngỗng nó rượt cắn người chân. Dạ đúng rồi. Chó. Dạ. Rồi sao? Tới chừng em thân với hai ba anh ấy là em vào là nó mừng. Em vào nó mừng rồi em cũng thăm nước yến ông nội. Khi mà em thăm nước yến ông nội xong là ông nội mới bất ngờ. Ông nội không biết em là ai hết. Ông nội mới gọi điện vào cho vợ em. Mới kêu là ủa mày quen thằng nào ở ngoài này mà nó về đây nó thăm tao. Dạ, vợ em mới kêu ủa thằng nào nó cứ cho thì cứ nhận. À, thì lúc đấy là bước đầu là em tán vợ em. Hồi đến bao lâu thì em mới với cô này mới đến được với nhau? Lúc đấy là em với người yêu cũ cũng đang lục đục á. Em nói anh người yêu cũ là cứ đi mà anh không chịu. Sau rồi em hỏi không cứ thì đi hỏi thì chừng nào 30 tuổi cứ cũng được đó. Mà trong lúc đấy ông này ông mới nhảy vô, ông kêu nó không cứ thì em cứ, nó không hỏi thì em hỏi. Nó không hỏi thì em hỏi. Mà anh rồi ông này ông em ừ một phát là ông làm tới tấp luôn. Ông gọi điện thoại vô rồi mẹ ảnh đi khám bệnh trong này nè, xong rồi mới nói chuyện với mẹ em. Này là ảnh đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự á, nên mẹ nói là không, bây giờ nếu như hai con thương nhau á thì con về quê làm đi, mẹ sẽ gây dựng cái sự nghiệp cho con làm. Mình cũng dạ vậy thôi, chứ mình không nghĩ là mẹ anh nói có một nói ngày trước ngày sau anh kêu em ơi mẹ kêu cây tới xây nhà xây quán cho em rồi. Em mình họ âu ra mình kêu rồi gì đâu mà nhanh dữ, mình chỉ nghĩ mình nói vậy thôi chứ còn tiến tới nó có rất là nhiều bước. Mới đầu là một cái không hề có dự định cưới nhưng dạ. Mà qua rất nhiều những cái sự cố sự việc dạ. Xảy tới thế là cưới dạ. Đó cưới là coi như đám hỏi rồi cưới luôn hay là đám hỏi xong rồi mới đám cưới? Dạ khi đó là em mới kêu thôi về làm lễ đám hỏi trước. Đám hỏi dạ, do em cũng còn đang trong lính, xong là vợ em về đây ở được 2 năm cái là hai vợ chồng làm vợ kế hoạch. Con em được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé em là bây giờ được 22 tháng. Vậy thì con em được bao lâu thì các em mới đám cưới? Dạ con em được 7 tháng. 7 tháng rồi lúc đêm tân hôn sao, con nằm giữa hai chồng nằm hai bên hả hay sao? Đêm tân hôn về là vợ em mới hỏi em một câu, anh tối nay mình có tân hôn không anh? Em mới nói vợ em vậy. Thôi giờ em cứ lên cho công ty trước đi rồi tính tiếp. Dạ. Rồi bây giờ có vỡ mộng về nhau? Vỡ tè le luôn không? Vỡ tè le nhau. Ổng lụm thụm mà ổng bừa bộn lắm. Sáng á, anh đi làm đó, bắt đầu là anh cởi cái quần ra là anh làm cái tuột là để tại chỗ vậy. Bước cái chân ra thôi, giống như này mình tiên mình tám bước ra vậy. Đi vô, em đi vô em thấy cái quần y cho cũ luôn á. Mười bữa như chục ai dọn kệ. Lượm thùm, đúng không? Dạ. Rồi còn gì? Ảnh thì có cái là ảnh vô tâm lắm. Kiểu như vô tư mà nó ở một mức level thành vô tâm á. Ví dụ như là em buồn ngủ chuyện gì đấy. Đó, là em đêm là em nằm là em khóc. Đó, hoặc là có cái tính cái tật của ổng là ổng ngủ không muốn ôm em. Kiểu là ổng ngủ một mình, ổng không giờ vậy đó. Mà mình vợ chồng về là mình muốn ảnh là ảnh ôm mình giống kiểu phim Hàn Quốc vậy. Dạ. Nhưng mà ổng không có thích vậy. Ổng cứ quấn một cái mền xung quanh như một con kén vậy. Như cái thói quen của ảnh chị. Em nói ảnh đậu đi mà ảnh không đậu được. Có nhiều lúc em tức quá cái em cũng niệm khép. Ổng cũng ngủ dắt tới sáng vậy ạ. Sáng xong em dậy em cũng hờn, em kêu đợt này là em cho ổng xù luôn. Ủa nhưng mà chị hỏi nhỏ này, ổng quấn mền hoài vậy rồi lúc ấy rồi nó quấn luôn hả? Hay sao? lúc đấy thì ổng thả mền rồi chứ. Đúng rồi, lúc ấy là phải thả chứ. Một tuần vậy thả mền mấy lần? Dạ cũng được. Được không? Có làm biếng không? Không. Làm biếng lắm có không? Dạ. Em quấn mền là biết làm biếng rồi mày không? Dạ. Sao vậy? Dạ nhiều khi em cũng rõ về cái vấn đề đấy, có khi nó cũng hết xài được rồi sao? Ủa là sao? Cái gì hết xài? Em hỏi ổng cũng nói vậy á. Em kêu chứ quen cho lém cô vô xong rồi xài cho hết tôi hết xíu quách. Đây là làm biếng thôi đúng không? Dạ, dạ. Như lại cái kiểu như vậy em về mình, cái khi mình về mình nằm mình chờ thì chị cứ đi làm mà cái gì đâu không?
Tới chừng cái hết hấn em quấn kén rồi là tới chừng chỉ lên chỉ quèo. Trời ơi. Không biết ý mà. Không biết ý, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ có nghĩa là bến đến bây giờ em mới hiểu đúng không? Em cũng tự hỏi là kêu hay là do mình sinh con mình mập mình xấu quá rồi nên chồng mình nó không quan tâm nữa. Xong rồi em cũng tìm hiểu, em cũng thay đổi mình. Em cũng mua váy ngủ sexy rồi vậy. Em mua một cái đầm 4,5 đúng sexy luôn á. Sexy. Mấy chị kiểu như trên mạng có tham gia hội, mấy chị cũng kêu mình phải giữ trong mình vậy. Mình mua về mình tắm rửa sạch sẽ, mình mặc cái đầm sexy vô, mình bước vô ông quấn kiến gì. Em hỏi anh em đẹp không? Cơm kêu thông. Em mặc bộ đồ đó là cho em nghỉ. Tức là ổng không chịu. Trời. Nhưng mà em là cái gu em thích làm sao? Em cứ kiến cổng cao tường cứ từ từ. Mà đụng vào em là em hay nhột. Mà bà này là cứ khoái rút vào nách. Kiểu vậy em không biết trong đấy nó có cái gì. Rất thích rút vào đấy. Mà nó nhột là em chịu không được. Cứ mỗi lần thế là em cứ cười. Mà em cười cả tiếng đồng hồ vậy là hết hấn đi. Rồi sống lên. Cái đó nó còn khủng khiếp hơn là uống kén. Dạ. Thế còn bây giờ tật xấu của vợ em? Tật xấu? Ngoài cái chuyện mà lấy cái đầu chui vô cái nách đó. Được một cái là cũng hay quan tâm chồng, quan tâm mẹ, cũng nói chung là cũng chu đáo lắm. Nhưng mà khi sinh tới giờ là có cái tính hay quên. Và mà cứ mỗi lần quên là bác em đi tìm. Ví dụ tìm gì? Dạ ví dụ như để điện thoại ở đâu không biết. Là cứ biểu em đi tìm hoài vậy. Rồi vì bây giờ em mong muốn mà cô vợ mình thay đổi điều gì? Dạ em cũng muốn vợ em thì mình điềm tĩnh lại một tí xíu. Tính vợ em hay nóng nữa, mà mỗi lần nóng lên là nói cũng không có được giữ ý cho lắm. Nên là em chỉ muốn vợ em sửa về cái lời âm tính nói. Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Dạ thì đối với em thì chồng em thế này là đủ. Tại vì là con người mà ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Nhưng cái quan trọng nhất là em thấy chồng em thương em, chồng em hiểu em. Chỉ có điều là những cái râu ria bừa bộn hay là chơi game chơi đồi đó thì em có chấp nhận được. Bởi vì là chồng em là không rượu chè, không bia bọt, không gì hết. Chỉ có chơi game thì em chấp nhận. Có không anh, em đừng có quấn kén nữa. Còn không cần nên quấn kén nữa. Không, nói đi, nói cho biết đi. Em cũng mong anh là anh quan tâm em một chút. Anh bớt quấn kén đi. Được không anh? Dạ chắc được. Nhưng mà em đơn giản lắm, em đừng có nằm em chờ. Hả, cái cơn em lên là nó bất kỳ ở chỗ nào kệ nó đó. Em cứ nắm đầu vô xử luôn. Nắm đầu vô vậy chứ. Nhiều cái ghét lắm chị. Em kêu thôi về ngủ em, dãy là biết ý rồi mà không chịu về. Khổ thế. Giờ giao ấm hiểu, hiểu không? Nói bây giờ này em đang làm gì em làm không ngừng. Em thấy cái mắt của chồng em đỏ lên, nó nhìn chằm chằm. Em ơi. Là đúng chị thôi. Đúng không? Thôi giờ chúc tụi em hạnh phúc thôi. Rồi. Ok rồi, xin chào. Chúc em hạnh phúc.